Dạ, yeah. Hiếu Phan xin mến chào tất cả vị khán giả Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh youtube của Hiếu Thì trong ngày hôm nay Hiếu xin gửi đến tất cả vị khán giả Một sự việc có liên quan đến câu chuyện của Thiền Am Minh Bộ Vũ Trụ và Diễm My Với một cái tiêu đề là lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát Cùng với đó là một cái vụ án Một cái vụ án này được cho là cái vụ án lừa đảo Thì à, cái người bị khởi tố đó, trong cái vụ án này cũng đã lẫn trốn suốt 15 năm nhưng mà cuối cùng thì vẫn bị xa lưới pháp luật và hôm nay thì cái người lừa đảo này cũng bị bắt thưa quý vị trước khi vào nội dung thông tin chi tiết hiếu gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị cùng với gia đình của mình trên kênh của hiếu có ngày cuối tuần thật là nhiều sức khỏe thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc và khi mà hiếu đọc cái bài báo với cái tựa đề là lưới trời lồng lộng 15 năm lẫn trốn vẫn không thoát được pháp luật thì chúng ta lại liên tưởng đến câu chuyện của thiền am bên bờ vũ trụ và chúng ta lại liên tưởng đến cô võ thị diễm my thì nhắc đến diễm my thì chúng ta có hai cái để mà chúng ta nói về mấy thứ nhất là thương cho hoàn cảnh của diễm my và cái thứ hai cũng rất là giận diễm my thưa vị bởi vì diễm my là cái nút thắt là cái nhân vật chính trong câu chuyện của thiền am mọi cái sự việc quan ức hay là đưa đẩy các thầy cô vướng vào vòng lao lý thì cũng có dấu ấn của Diễm My ở đó. Nếu không có Diễm My thì sẽ không có cái vụ 50 tên công đồ xâm nhập gia cư bất hợp pháp, gây mất khắp tài sản, gây thương tích về người, gây mất an ninh trật tự, vân vân. Nhưng mà cái người cầm đầu trong cái vụ này thì không bị xa lưới pháp luật thì chúng ta thấy là cái lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng mà khó thoát thưa vị không vướng vào pháp luật hay là không bị xa vào pháp luật hôm nay thì một ngày nào đó cũng sẽ bị uh, ông trời quả báo hay là bị luật nhân quả rồi cuối cùng thì pháp luật cũng sẽ sờ gái đối với người cầm đầu này thôi một khi mà ông ấy không còn quyền lực trong tay không còn tiền bạc nữa thì ông ấy sẽ vướng vào vòng lo lý về cái tội danh gì đó thì chúng ta chưa biết thì chúng ta chờ luật nhân quả quay trở lại với câu chuyện của Thiền Am thì chúng ta thấy rằng uh, Diễm My uh, là một nhân vật chính em ấy có thể là minh quen cho Thiền A Minh Bộ vũ Trụ, em ấy có thể là làm cho Thiền A Minh Bộ vũ Trụ trong sạch và đòi lại công bằng cho Thiền A Minh Bộ vũ Trụ. Nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại thì cái sự mất tích của Diễm My một cách rất là bí ẩn và không ai biết là Diễm My hiện tại đây còn sống hay là đã chết đúng không quý vị khán giả. Thì làm cho những ai quan tâm đến câu chuyện của Diễm My, quan tâm đến À, thiền a minh bờ vũ trụ cũng rất là lo lắng và có rất là nhiều câu hỏi đặt ra có phải chăng hiện tại đây ông thắng đang giữ diễm my hay không đó chứ cái thời buổi mà ban đầu mà diễm my mất tích đó thì ông thắng còn sốt sắng lên trên mạng xã hội kêu gọi cộng đồng mạng hay là youtuber đi theo ủng hộ ổng đó để mà tìm diễm my nhưng mà cuối cùng thì Uh, nó vẫn bật vô âm tính và chúng ta có thể là nghi ngờ rằng ông thắng hiện tại đây đang giam giữ diễm my đúng không quý vị thì uh, qua cái sự việc mà của diễm my á thì uh, chúng ta cũng thương em ấy lúc mà Diễm My ở Thiền Nam á, thì Diễm My rất là tươi, rất là xinh đẹp, đúng không quý vị khán giả? Nhưng mà khi mà bị ông Thắng bắt về nhà rồi đó, thì Diễm My tiều tị lên những cái video clip để mà tố cáo cha của mình có dấu hiệu là xâm hại máy nè, rồi có những cái sự việc mà em ấy nghe được là ông thắng đã cấu kết với một số thành phần tổ chức cá nhân để mà dừng kịch bản hãm hại thiền am nữa thì diễm my là cái nút thắt là nhân vật có thể là minh quan cho thiền am và cũng là người đưa ông thắng vào vòng lao lý, cho nên là chúng ta cần phải có sự xuất hiện của Diễm My đúng không, về Diễm My thật sự rất là đáng thương. Chúng ta chỉ mong là bên phía cơ quan chức năng tìm Diễm My để xem là Diễm My như thế nào ở thời điểm hiện tại, em ấy có bị gì hay không, có bị tâm thần, có bị gì hay không khi mà em ấy bị bắt bị giam như vậy thì chúng ta cũng phải lên tiếng để mà cần cái sự xuất hiện của Diễm My ở đây còn giận là giận với Diễm My nếu mà còn sống thì tại sao không ra mặt đó để mà minh quan cho các thầy nó để cho người ta lúc nào cũng nghĩ là Thiền Am uh, có cái hành vi này, hành vi kia để gọi là bị trà đạp, nhục mạ, vu khống, gán ghép, các kiểu hết. Đó. đó. thì chúng ta cũng mong chờ là Diễm My phải xuất hiện để mà làm rõ mọi sự tình, đúng không quý vị khán giả? Đó. đó. Nếu mà Diễm My còn sống trên cõi đời này, mà. bởi vì chúng ta biết rằng là trong cái vụ 50 tên công đồ đó là một cái hành vi quá trời sai trái với pháp luật luôn rồi. Đó thì Diễm My phải xuất hiện để mà lôi cái người cầm đầu ra để mà trừng trị đúng với quy định của pháp luật thưa vị. Đó thì chúng ta mong rằng là lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát đối với trường hợp của Diễm My cũng như là đối với trường hợp của ba máy. Đúng không quý vị khán giả? Đó thì theo vị khán giả thấy như thế nào, nhận định ra sao, quý vị cũng để lại bình luận góp ý và nhận xét nhé. Chứ hôm nay thì Hiếu thấy là một cái sự việc nó cũng đã xảy ra cách đây 15 năm rồi nhưng mà cái người phạm tội á, lẫn trốn nhưng mà cuối cùng thì vẫn không trốn thoát được à, lưới pháp luật thưa quý vị thì hiếu cũng xin gửi đến tất cả quý khán giả bài viết này để chúng ta cùng cảm nhận là bên phía cơ quan CAVN tức là công an Việt Nam giỏi như thế nào á, qua từng cái vụ án trốn cỡ nào trốn nhưng mà trước sau gì thì họ cũng truy tìm ra và khởi tố đó hung thủ mà thôi thưa quý vị và cái vấn đề mà của diễm my á thì chúng ta cũng đặt ra cái nghi vấn là trường hợp của diễm my cũng lên trên mạng xã hội du khống hay là du cáo gì đó cho bên phía cơ quan chức năng hay là tố cáo ba máy như vậy là có đúng sự thật hay không đó tại sao mà không truy tìm không làm rõ mọi cái sự việc có liên quan đến diễm my thì chúng ta cũng cảm thấy rất là lạ nếu mà diễm my tố cáo đúng thì những thành phần tổ chức cá nhân đó phải chịu trừng trị thích đáng trước pháp luật còn nếu mà Diễm My tố cáo sai thì cũng phải là xử lý mấy đúng theo quy định của pháp luật đó mới gọi là cái cách khách quan công bằng và công tâm đúng không quý vị thì để cho vị khán giả hiểu rõ hơn về cái sự việc là lưới trời lồng lộng á, tuy thưa mà khó thoát đối với à, một bị can á, được cho là bị khởi tố trong việc là lừa đảo chiếm đoạt tài sản tuy nhiên cái người này sau đó cũng đã bỏ trốn khỏi địa phương nhưng mà vẫn bị công an an bắt và khởi tố Đó, đối với nhân vật này dù đã trốn 15 năm thưa vị thì uh, nội dung cụ thể như sau ngày 31 tháng 3 công an Hà Nội cho biết. Công an quận Bắc Từ Liêm vừa bắt giữ thành công bị can Ngô Thị Nga, 42 tuổi, trú tại huyện Đông Anh. Sau 15 năm lẫn trốn bị can Nga, bị cơ quan cảnh sát điều tra công an Hà Nội, huyện Đông Anh ra lệnh truy nã đặc biệt từ năm 2009 do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Theo tài liệu của cơ quan điều tra công an huyện Đông Anh vào năm 2008, anh có tên là anh LBK tìm người nhờ thế chấp sổ đỏ của mảnh đất rộng 203 m2 để vay ngân hàng 300 triệu đồng. Qua một người quen anh K đã nhờ Ngô Thị Nga thế chấp sổ đỏ để vay tiền ngân hàng. Muốn làm thủ tục vay được tiền ngân hàng, Nga bảo phải làm thủ tục sang tên sổ đỏ cho Nga. Do tin Nga, anh K đồng ý đó qua cái sự việc này chúng ta cũng đã hiểu được rằng á, là anh ca này muốn vay tiền ngân hàng nhưng mà anh ca không biết là làm như thế nào cho nên là đã gặp nga và cũng rất là tin tưởng nga khi mà nga lên tiếng á, là anh ca muốn làm thủ tục vay ngân hàng á, thì phải là sang tên sổ đỏ cho mình đó do anh ca là tin tưởng chị nga này cũng làm theo là cái chị nga này nhưng mà cuối cùng thì anh ta mất trắng thưa vị và báo viết tiếp như thế này gần một tháng sau khi làm các thủ tục nga được quỹ ban nhân dân huyện Đông Anh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất. Một thời gian sau, anh Ca phát hiện nga đã bán giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất. Anh vừa sang tên cho nga cho một người khác ở thị trấn Đông Anh. Biết mình bị lừa, anh Ca đã trình báo cơ quan công an. Sau đó thì Ngô Thị Nga còn tiếp tục sử dụng mảnh đất trên để lừa vay 600 triệu đồng của anh có tên là anh NHH ở quận Hai Bà Trưng lừa bán mảnh đất này với giá 1,4 tỷ đồng cho anh có tên là anh LVN ở thị trấn Đông Anh sau khi nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Nga giao anh H và anh N phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có vấn đề nên đã tố cáo toàn bộ sự việc với cơ quan công an. Căn cứ vào hành vi của Ngô Thị Nga tháng 12 năm 2008, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đông Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Ngô Thị Nga Tuy nhiên thời điểm đó Nga đã bỏ trốn khỏi địa phương, hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bắc Từ Liêm đã bàn giao bị can Ngô Thị Nga cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đông Anh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền đây là một cái sự việc cũng không có xa lạ gì đúng không vì khán giả hàng ngày thì chúng ta cũng chứng kiến rất là nhiều vụ lợi dụng uh, lòng tin của người khác để mà lừa đảo chiếm đoạt tài sản vân vân thì qua cái sự việc của nga thì chúng ta cũng thấy rằng dù cho có trốn thoát là bao nhiêu lâu đi chăng nữa, 15 năm hay là mấy mươi năm đi chăng nữa, khi một khi mà bên phía cơ quan chức năng người ta đã quyết tâm rồi thì à, cuối cùng thì họ cũng bắt được thôi thưa quý vị. Chúng ta gọi là lưới trời lồng lộng ti thưa mà khó thoát giống như là nhân vật Nga này không riêng gì anh ca bị lừa mà còn rất là nhiều người khác bị lừa nữa đó và cuối cùng thì quý vị thấy như thế nào cũng bị xa lưới pháp luật và cũng bị bắt và bị khởi tố đúng không quý vị khán giả thì trở lại với câu chuyện của Diễm My qua cái sự việc trên thì chúng ta lại liên tưởng đến em ấy đó, lại nhớ đến về Diễm My thưa quý vị bởi vì Diễm My cũng lên trên mạng xã hội hối cơ quan chức năng như thế này rồi nói ông thắng như thế kia hay là nói ông thích nhật từ vân vân các kiểu đó thì tại sao không truy tìm diễm my ở đây thì chúng ta cũng cảm thấy rất là lạ đúng không quý vị vậy thì đứng phía sau diễm my là có nhân vật nào thì chúng ta cũng đã biết rồi không ai khác chính là ông thắng đúng không quý vị nếu mà ông thắng giống như cái thời mà ban đầu đó cũng ra thông báo đến cơ quan chức năng là con mình bị mất tích như vậy đó, thì bên phía cơ quan cảnh sát điều tra ở tỉnh nla thì cũng đã có phát lệnh thông báo truy tìm nhưng mà chỉ một bài báo duy nhất thôi rồi sau đó thì không thấy đăng tin nữa thì chúng ta cũng thấy rất là lạ ở đây đúng không vậy thì chúng ta mong rằng là bên phía cơ quan chức năng dù như thế nào đi chăng nữa cũng phải tìm cho bằng được diễm my để làm rõ mọi cái vấn đề có liên quan đến câu chuyện của thiền an minh vũ trụ gì diễm my mà các thầy cô ra nông nổi như ngày hôm nay đúng không vị khán giả thì chúng ta cần phải lên tiếng. Đó cũng là nội dung thông tin hôm nay mà Hiếu muốn gửi đến cho tất cả vị khán giả được biết. Thì theo quý vị khán giả nhận định như thế nào, quý vị cũng để lại bình luận góp ý và nhận xét nhé. Đồng thời bấm một like, một đăng ký kênh ủng hộ cho kênh của Hiếu phát triển hơn nữa à. Hiếu xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Video khá dài cho Hiếu xin tạm dừng ở đây. Một lần nữa Hiếu kính chúc tất cả quý vị khán giả cùng với gia đình trên kênh của Hiếu luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc còn bây giờ xin kính chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video tiếp theo